dạp đi. Mời bác ông ơi. Là mày góc nó cũng phải quan trọng lắm đúng không anh? Ừ. Thì là có ít cho thì là nó mệt rồi. Đúng rồi, cái đấy anh xin được hết. Em yên tâm. Mình cứ quay các cái góc thì nó đẹp cũng lạ thôi. Ừ. Đây là ông hổ mới đấy, ông hổ con ấy, cha truyền con nối đấy. Hả? Hàng nghìn vai diễn như này hả? Nhưng mà năm nay là hội lễ. Đúng rồi, không, vấn đề là vừa là hội lễ vừa không vào ngày nghỉ. À không, tức là bờ ít người hơn. À, ví dụ như là còn 28 cô tướng nữa, 28 gia đình nữa, với hai ông hiệu trưởng cụ nữa, 30 gia đình nữa, 30 gia đình nhân với hàng trăm con người nữa, người ta sẽ tham gia lễ hội. Đấy. Và cái hành hội nó kéo dài hơn nữa, đi xa hơn nữa, ba cây nữa, chứ không phải ngắn như này. Nhưng mà rút gọn, nhưng mà rút gọn nó cũng hoành tráng lắm. Đây là hoành tráng quá, hoành tráng. Ừ. Đây là nó xứng đáng là di sản thế giới rồi này. Vâng, thưa các khán giả Phù Đồng TV, đó là cuộc trò chuyện anh em chúng tôi vừa quay, vừa có máy quay chuyên nghiệp ở phía sau của đài truyền hình, cho nên là cái lúc mà vừa quay như thế này thì chúng tôi vẫn vừa phải trò chuyện hướng dẫn cho anh em là các cái góc quay, rồi là giới thiệu, rồi nói chuyện giải thích nhân vật, cho nên là các bạn khán giả Phù Đồng TV sẽ nghe thấy những cái tiếng mà ví dụ như là nó mang tính tự nhiên, trò chuyện ở phía bên ngoài, rất mong khán giả thông cảm. Các khán giả đang được xem những tín hiệu trực tiếp từ Phù Đồng TV đang quay ở trên điếm canh nước dốc Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng cũ. Và đây là quang cảnh của các ông hiệu, và trước mặt là gần màn hình nhất đang là ông hiệu Trương, ông hiệu Trống vừa đi qua, sau đó đến ông hiệu Trung Quân, và xa xa bốn lọng kia là ông hiệu Cờ và đội quân Phù Giá sẽ dẫn đến cái bãi soi bia kia.